Chào bạn nha. Thì hôm nay mình đi bắt cá rô các bạn ơi. Nước nó ngập nè các bạn. Nó lên vườn mít mình nè. Ở dưới kênh dưới sông này nó lóc lên nè các bạn. Đây con các bạn ơi. Mình thấy nó lóc mà ba ông con vậy các bạn, bự bự không à. Dưới sông này nó nước nãy nó ngập lên giờ nó lóc lên các bạn ơi. Cấm nhắc các bạn. Nè. Cá gôm nhất nè, anh thấy lóc đâu đây nè, lóc ở đây con mất tiêu luôn các bạn ơi, lát kiếm lại cho có không. Đây con các bạn ơi. Hai con các bạn. Cấm nhắt. Ô, đây con cá bự nữa các bạn ơi. Này nó muốn lóc cả lộ các bạn. Ấm nhắt. Ở ấm nhắt à. Nãy còn con lóc đây nè, mất tiêu rồi. Nước ngập quá trời nó lóc lên các bạn ơi. Lóc gì đó rồi. Ê, để cho nó bò ra. Cá này nhỏ người ấm nhát luôn. Hôm nay là được 5 con rồi. Nước ngập quá lóc lên ra lộ các bạn. Trong đó còn con nhỏ nữa.